Xin chào độc giả của Tiếp Thị Gia Đình. Hôm nay Minh Triệu có một buổi chụp hình thời trang cho số xuân đặc biệt của Tiếp Thị Gia Đình. Thì như các bạn đã thấy, màu sắc chủ đạo của buổi chụp hình ngày hôm nay sẽ là màu trắng, màu đỏ, kết hợp song song đó là những cái trang sức ánh kim. Thì nó sẽ giúp cho bạn trở nên sang trọng và lộng lẫy hơn. Hy vọng với những gợi ý này thì các bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình trong mùa lễ hội sắp tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.